Ok, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trước mặt các bạn đây là web mình đã gửi đến cho bạn vào tầm buổi sáng. Thì đối với con web này là thể loại chạy đua. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây mình cũng vừa rút tiền, các bạn ấy cũng rút tiền rồi. Và nói chung là web thì đang đầu tư rút tiền một cách bình thường. Đây là thể loại web khá là quen thuộc với các bạn. Thì muốn chơi được thể loại web này các bạn cần phải xem kỹ những cái hướng dẫn cơ bản của mình thì chơi sẽ thắng hơn. Nhiều bạn, ok, bây giờ chúng ta tiến hành đăng ký. Về web thì nó cũng khá là bình thường, không có gì là nổi trội ở cái đoạn này cả. Cả mấy cái đoạn này là mấy đoạn nó gọi là quen thuộc. Đấy. Đấy, các bạn thấy như thế là một dạng quen thuộc thôi, không có gì là nổi trội cả. Perfect Mayweather mình sẽ có thể điền sau. Mấy cái ví này các bạn có thể vào điền sau hoặc điền luôn để tiến hành tiện cho tiến hành rút. Ok, thì đây là web của chúng ta. Thì nói chung cái thể loại web này thì các bạn đều nắm được quy luật của nó cả rồi. Về vấn đề quy luật của nó thì đều đều nắm được cả. Thì về cá nhân mình đã đầu tư trước rồi. Đương nhiên để mà chạy được ở trong những thể loại web này thì mình phải đầu tư trước và chơi trước. Cái thể loại web này nó gọi là thuộc loại web, dòng web không lạ lẫm. Dòng web bình thường và quen thuộc, không lạ lẫm gì cả. Nên là các bạn muốn chơi được dòng web này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Có thể tất cả các plan của nó là 100 giờ, chỉ duy nhất những cái plan ở dưới nhưng mà cũng rất ít bạn có thể tiếp cận được những plan ở dưới. Đa phần là plan 100 giờ, nó là theo thể loại là chạy đua. Rõ ràng. Chạy đua thì chúng ta đều biết cái cách thức chơi của nó rồi. Các bạn nhìn thấy này, ví chưa xác minh rồi tất cả mọi thứ nó cũng khá là bình thường. Thì thông thường thì đối với một web chạy đua như thế này á thì các bạn nào quen thì mới chơi được, chứ còn các bạn nào không quen thì sẽ rất dễ bị ấy. Đối với mình thì thi thoảng những cái web chạy đua như này mình sẽ dễ bị này, mình đã đầu tư đây. Thực ra mình đã đầu tư trước rồi, theo link ở phần mô tả bên dưới mình cũng đã gửi theo cho các bạn xem cái kiểu web chạy đua này rồi, hàng ngày rồi chứ các kiểu, theo link phần mô tả bên dưới Telegram mình đã gửi đến trước cho các bạn rồi. Thì thực ra video này cũng chỉ là mang yếu tố làm lại thôi, chúng ta chỉ là vào thử thử một đô thôi chứ trước kia đã làm rồi. Ok, thì các bạn cảm nghĩ sao về cái web chạy đua kiểu này thì có thể comment ở phần mô tả bên dưới. Thực ra mình không có gì để nói với các bạn về cái web chạy đua kiểu này cả, bởi vì web chạy đua thì chúng ta đều quen về lý thuyết cơ bản rồi. Đâm ra những clip này chỉ mang yếu tố là cho các bạn nhìn thấy rằng là web ít tip với các kiểu rồi giới thiệu web thôi, vì nhiều người họ chỉ gửi đến web cho các bạn kiểu như thả thính, chứ họ cũng chả bao giờ bỏ tiền vào đầu tư rồi thế kia đâu. Họ sẽ có rất nhiều các kênh khác nhau thì thực ra thôi thôi mình sẽ không nói bạn này. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.